Giao con này nha. Ôi bạt kia. Đâu? Bạt xe tải kìa. Đây để có tài không có phụ đây. Cứ để xuống giữa đấy kìa. Bên nào chạy xuống mà. Bên nào chạy xuống mà lấy con khu gõ lên mà. Xe đại gì sao luôn. Đó, em vừa lên con GL321 VIP Pro luôn. Giờ giao con này nghe mấy bác nha. Kìa rồi. Đây nha, bên em giao một con GL321 cho một anh khách ở Nghệ An. Rất là đẹp nha mấy bác nha, một con GL321 đỉnh cao chất lượng luôn. Đây số điện thoại của bác đã đây. Rất là đẹp. Nên bác yên tâm về chất lượng nha. Bên này thì miễn bàn. Khỏi chê luôn. Các bác có thể tự tin mà sử dụng thôi. Em đi giao con GL321 nha. Đó thì dễ sử dụng thôi, không có gì khó hết á. Đây, cấp độ số đó nha. Đây là tới lui. Giao riêng cho bác một video cho đâu vô đó.
bọn em làm việc đâu vào đó cho bác yên tâm. GL321 rất là đẹp. GL321 nghe bác nha. Đây cần này tới lui này. Này thì zip pro yên tâm không phải xin chơi gì hết. Được rồi ông Mạnh ơi. Rồi GL321 nha. Cho một bác ở Nghệ An. Như đây tôi vậy. Dạ. Rồi bây giờ bên thợ bên em sẽ hướng dẫn bác sử dụng. Nè. Con này. Rồi đầu tiên lên. Đầu tiên là số phay đúng không? Rồi số phay. Là mình ra hết số phay này. Rồi số phay này. Rồi số phay. Đây số phay nghe bác nha. Rồi đây số phay. Số da của số phay á. Rồi đây là cái số phay ngược đúng không Tân? Đây có một cái số R này là phay ngược nghe bác nha. Bác ví dụ đang phay xuôi mà bác muốn phay ngược thì bác kéo nó về R này là phay ngược. Rồi. Số chạy thì về đúng không? Rồi số chạy. Cái cần này thì Tân hướng dẫn luôn. Đây. Này số chạy từ 1 2 3 tới số 8 thôi. Là tầng nhanh chậm. Đây là tầng nhanh chậm của nó này bác này, từ 1 cho đến 8 này. Còn N này là hết số nghe mình nghe bác nha. N là hết số, còn 1 2 3 4 5 6 7 8 là theo cấp độ số của nó nhanh chậm. Đây là cái tầng rùa. Đây là tầng rùa là tầng HL, đây là tầng chạy nhanh chậm. Ừ là hai cái này đều nhanh chậm bác nha. H là nhanh, còn L là chậm, nó kết hợp với nhau. Đó, có nghĩa là bác đi tùy vào cấp độ mà cái này mà 1 này và cái này là L. Là chậm nhất. Một lưu á. Là chậm nhất nha. Còn đây này, bác này. Đây là tiến tới tiến lui là quyết định ở cần này, kéo lui là đẩy tới là tới, đi. Kéo lui là lui. Đấy kéo một lưu đi rồi dè đâu, dè đâu? Dè đây nè anh này. Dè đây này, dè kéo lui cần. Cứ đây là số này là dè là gì? Rồi được rồi, tao nhớ đi đó rồi. Phải không? Cái này là cần nhanh chậm, nó quyết định xe chạy nhanh chậm hết ở đây. Đi. Không bỏ cho nhanh đi, chạy cho nhanh. Đó, vậy thôi. Rồi. Nhanh nhưng mà tốc độ nó chậm lắm. Còn bên đây thì cái này là cái gì đây ông Tấn? Xi nhan à? Nhan rồi thôi. Đá này coi. Rồi cái này là đá đèn nha bác nha. Này, cái này đá đen, còn bên đây là rùa thỏ, là ga tay. Ga tay. Rồi, đây là ga chân. Lên ben à? Cần này vậy cần lên ben, không dùng nghe bác nha. Rồi đây, chủ yếu nhất phần đây để bác sử dụng luôn này. Đây nó có một cái hộp. Đây là ben nghiêng này. Bật qua bật lại là nghiêng. Nghiêng tới nghiêng lui của cái dàn kia nó sẽ nghiêng cái này, bộ phận này. Rồi, máy lên. Hay là từ trước. Rồi cái ấy đi rồi test. Còn mấy cái này là canh mức độ sâu này. Cái này là canh mức độ sâu của cái dàn. Cái này là canh mức độ sâu của cái dàn phay nghe bác nha. Còn mấy cái nút này nó phải nằm ở cái mức vàng này. Rồi. Mức vàng này. Rồi, đây những cái nút này là nằm ở hết toàn bộ ở cái mực vàng nghe bác nha. Đó nó có những cái gạch vàng này. Bác để toàn bộ nó ở mực vàng là ok. Đó. Còn đây là cần ben. Đó, nó ở kia cấp độ số luôn. Cần ben của nó. Đó, nâng cao ben nhất là lên như này bác nha. Là cấp độ số 9 đây. Là ben, còn cái này là ben nghiêng bác nha. Đó, con xe gần. Con này đi đâu? Con này đi Nghệ An anh. Đồ, mấy người ăn rồi mai mốt là con Hà Nội rồi sao, rồi giờ ra hả? Thì bây giờ cho nó đi đã.
Rồi bên em ráp sưởi cho con GL321 nha. Cho một bác ở Nghệ An. Đâu vào đó nha. Con GL321. Rồi giờ em phụ mọi người một tí, mấy bác coi kỹ gà GL321 nha.